Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay thì sẽ mang tới cho tất cả các anh chị và các bạn một chiếc xe 5 chỗ nằm trong phân khúc sedan C, rất là rộng rãi, thoải mái, form dáng thì thể thao nhập khẩu nữa các anh chị nha. Thì bên cạnh Toàn đây là Honda Civic nè, phiên bản RS bản cao cấp nhất đời 2019, đi mới có 29.000 km thôi. Dòng này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan các anh chị ha. Xe gia đình một chủ sử dụng từ đầu tới nay. Bên Toàn đang bán xe này với giá là 768 triệu các anh chị nha. Thì bây giờ Toàn mời mọi người cùng Toàn nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng các anh chị ha. Nếu các anh chị và các bạn nào có theo dõi bên kênh của Toàn thường xuyên thì sẽ biết là hôm trước bên Toàn về 2-3 xe Civic cũng bản RS luôn, Toàn đã nhận cọc hết rồi các anh chị. Hiện tại Toàn chỉ còn một chiếc xe này thôi. Các anh chị nào mình ưng thì mình nhanh tay sở hữu nha, vì dự kiến xe này sẽ bán rất là nhanh các anh chị. Rồi, xe này biển 65 Cần Thơ nha. Bên Toàn thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc các anh chị ha. 65A19228 các anh chị ha. Đi cận hơn phần nước sơn giúp tên nha. Nắp capo không trầy xước nè. Những cái mối nối ha, phần cản rất là khít các anh chị. Đấy, cản trước không bị trầy xước gì hết. Chỗ nào trầy Toàn sẽ báo trầy các anh chị nha. Rồi, năm vỏ còn là năm vỏ zin theo xe, độ gây gió cũng còn tương đối sâu. Mâm thì có bị xước sát nhẹ những điểm như thế này các anh chị ha. Rồi, đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 5 năm 2023. Còn vô tư xài các anh chị nha. Có dán phim, có viền che mưa, tay nắm cửa thì mạ rồi, có nút mở cửa một chạm ha. Nhìn sơ giúp Toàn một vòng keo chỉ cửa nha. Keo chỉ cửa thì nguyên zin các anh chị. Tất cả xe bên Toàn thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nè, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Ốc chân cửa phía trước nguyên zin. Anh chủ có trang bị cho mình nẹp bước chân ra vào nữa ha. Ốc chân cửa phía sau thì nguyên zin nè. Đấy, bên Toàn thì nó không có xe lỗi cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Phần bên hông xe không trầy xước, móp méo, có đuôi lướt gió các anh chị nha. Đây, bản RS ha. Xe mình thì có giả bu đôi nè, nhìn rất là thể thao các anh chị ha. Có cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ cho mình sử dụng nha. Toàn mở cốp cho các anh chị nhà mình xem. Civic thì thuộc phân khúc sedan C nên cốp và nó là cực kỳ rộng rãi và thoải mái nha. Đựng cũng được khoảng 5 đến 6 cái vali lớn các anh chị, phần nỉ phải nói cực kỳ sạch luôn. Xe mới về thì chưa vệ sinh gì đâu, nhưng mà ở đây hả, phải nói là rất là sạch nha. Chứng tỏ là anh chủ nhà mình giữ xe khá là kỹ các anh chị. Lớp dự phòng độ gây gió cũng còn tương đối sâu nha. Đồ nghề thì được đặt trên tấm mút như thế này nè. Đấy, con đội tay quay đồ nghề thì còn đầy đủ các anh chị. Rồi, mình tiến về phía trước, mình kiểm tra phần nội thất ha. Ở đây là anh chủ mình dán thêm nè các anh chị, nhìn cho thể thao ha. Ghế da nguyên zin, tông màu đen, viền chỉ màu đỏ, chất da phải nói cực kỳ căng ha, rất là mới luôn. Sàn 5D có rối ở trên các anh chị nha. Trần thì trần nguyên bản các anh chị. Đấy, rồi thì sẽ tiến về khoang lái các anh chị nhé. Để Toàn tìm cái chìa khóa. Đây, chìa khóa của Civic nè các anh chị. Đấy, xe mình thì ghế lái chỉnh điện nha. Ghế lái chỉnh điện. Rồi thì sẽ đề máy cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy luôn ha. Tiếng máy khá là êm ái nè. Đây, những cái nút bấm nè, như chống trơn trượt nè, không có bị mờ chữ mất số gì hết các anh chị ha. Vô lăng các anh chị, vô lăng bọc da luôn. Cũng viền chỉ màu đỏ cho mình nè, không có bị trầy xước, cũng không có bị hao mòn gì nhiều. Những cái nút bấm còn phải nó còn rất là đẹp nha. Đàm thoại rảnh tay nè, rồi ru control lẫy chuyển số trên vô lăng, những cái nút điều chỉnh âm lượng ha. Logo cũng còn rất là đẹp nè, không có bị hao mòn gì hết. Rồi, đồng hồ các anh chị nha, 29.145 km các anh chị. Trên đây có cảm biến áp suất lốp cho mình nè ha. Rồi, dưới này táp lô. Táp lô không có trầy xước nha. Táp lô ở đây là ốp cho mình những cái giả gỗ như thế, nhìn rất là sang, rất là thể thao luôn. Civic là phải nói là form dáng rất là thể thao các anh chị. Ở đây thì có một cái màn hình zin theo xe các anh chị nha. Điều hòa thì hai vùng độc lập nè các anh chị, cần số còn cực kỳ đẹp nha. Có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu, phanh tay điện tử, chế độ rách hao các anh chị ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ nha. Quan trọng vẫn là động cơ, quan trọng là máy móc các anh chị nha. Rồi, đợi Toàn xíu nha. Mở máy nãy giờ nên hơi nóng các anh chị. Nhìn sơ giúp Toàn phần ốc của nắp capo cũng như là keo chỉ capo các anh chị ha.
Đây, tem mát từ nhà máy vẫn còn, hoặc là các anh chị xe mà có đâm đụng có làm lại thì mấy cái tem mát nó sẽ không còn nữa các anh chị ha. Phần khung xương, phần ốc chân đèn nguyên zin. Đấy, nhìn sơ phần ốc máy giúp tiền luôn nha. Ốc ác sơn phết nguyên zin đầy đủ. Tem mát từ nhà máy vẫn còn các anh chị ha. Mở cái khoang máy ra mà nhìn thấy ốc ác sơn phết 7 màu như thế này phải nói là cực kỳ yên tâm các anh chị nha. Các anh chị nào mình có người thân rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái nè. Còn nếu muốn chắc nữa thì cứ mang ra hãng test là chắc nhất các anh chị nha. Thì nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nè. Honda Civic phiên bản RS đời 2019 nha. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đi 29.000 km thôi. Bến Tiền đang bán xe này với giá là 768 triệu các anh chị nha. Giá ở đây Tiền Báo thì sẽ bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp. Nếu các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới nè, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn nếu như mà các anh chị nào mình ở tỉnh xa thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì liên hệ Tiền thì sẽ tư vấn cho các anh chị cái thủ tục là mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tiền nha, hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc luôn. Nên là các anh chị nhà mình yên tâm, hiện tại 5 chỗ bên Tiền còn rất nhiều xe luôn các anh chị, tầm khoảng hơn 300 triệu tí xíu thì cũng đã có xe cho các anh chị nè, như là Mirai 2018 ha, số tự động nè. Rồi có Accent, có Vios, có Elantra, có Mazda 3, Mazda 6, phải nói rất nhiều xe. Và đang chuẩn bị về thêm Brio nữa các anh chị ha. Nên nếu như mà các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ như thế nào thì liên hệ Tiền thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp. Hoặc có thể là ở lại bên kênh của Tiền, lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Rồi đừng quên cho Tiền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới. Và nhớ là bấm vào đăng ký kênh của Tiền đi, để khi có xe mới nhất Tuyền về, Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.